Chào quý khán giả đang theo dõi bản tin an ninh biên giới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Bộ đội biên phòng Tây Ninh bảo đảm tốt công tác hậu cần. Nâng cao chất lượng huấn luyện trong bộ đội biên phòng. Hội chợ trưng bày sản phẩm hữu nghị Việt Nam Campuchia tại chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia thành công tốt đẹp. Bây giờ là nội dung phần tin chi tiết. Thưa quý khán giả, trong tháng 3 vừa qua, Ủy ban Đối ngoại đã tiến hành giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ trên đất liền giữa Việt Nam với Campuchia trên địa bàn 5 tỉnh, gồm Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang. Theo báo cáo sau giám sát, Ủy ban Đối ngoại đã kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 để cấp địa phương thực hiện việc bồi thường hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng sau công tác hoán đổi, thu hồi đất, phục vụ công tác phân giới cắm mốc. Tuy nhiên, kiến nghị này chưa được triển khai thực hiện đầy đủ, làm ảnh hưởng đến việc triển khai các văn kiện pháp lý liên quan đến biên giới. Do đó, Ủy ban Đối ngoại đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, cơ quan và các địa phương triển khai dứt điểm nội dung kiến nghị trên. Xác định tầm quan trọng của công tác hậu cần trong thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chú trọng thực hiện công tác này. Theo đó, các đơn vị đã làm tốt công tác tăng gia sản xuất gắn với phong trào ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác và thực hiện tốt tiêu chí công tác hậu cần tài chính tăng gia sản xuất, tạo quỹ vốn cho đơn vị. Kết quả thu nhập từ tăng gia sản xuất năm 2021-2022 đạt hơn 15 tỷ đồng. Các đơn vị còn thường xuyên thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo tốt các tiêu chuẩn chế độ, định lượng cho cán bộ chiến sĩ, đảm bảo tỷ lệ quân số khỏe đạt 98,6% trở lên. Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, công tác huấn luyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy và đạt được một số kết quả nổi bật. Trong đó, các đơn vị tập trung thực hiện tốt 3 kết hợp trong chỉ đạo huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu sát với tình hình đối tượng tác chiến, địa bàn hoạt động, thực hiện tốt phương châm trong huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát với tình hình thực tế, đảm bảo an toàn trước, trong và sau huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổ chức ôn luyện, tham gia các hội thi, hội thao do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức, đảm bảo an toàn và đạt kết quả khá trở lên. Theo thông tin từ Sở Công Thương Tây Ninh, hội chợ triển lãm trưng bày sản phẩm hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia hay còn gọi là chợ đa, kết hợp với khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại tại Vương quốc Campuchia đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội chợ với sự tham gia của hơn 60 gian hàng, trong đó có hơn 40 gian hàng của các doanh nghiệp nước bạn Campuchia và 18 cụm gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam. Các gian hàng đã trưng bày nhiều sản phẩm đặc thù của hai nước như hàng tiêu dùng, quà lưu niệm, các sản phẩm xuất khẩu của cả hai nước. Theo đánh giá, hội chợ là điểm khởi đầu tốt đẹp để duy trì hoạt động của chợ đa. Các doanh nghiệp tham gia hội chợ cũng bày tỏ mong muốn có thể tham gia những chương trình tương tự trong thời gian tới để có thêm nhiều cơ hội khảo sát và tìm kiếm đối tác phát triển thị trường. Thời lượng còn lại trong bản tin hôm nay, kính mời quý khán giả cùng tìm hiểu những quy định của pháp luật về mốc quốc giới. Mốc quốc giới được cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế về biên giới đã được ký kết với nước láng giềng để đánh dấu đường biên giới quốc gia trên thực địa và được giữ gìn, bảo vệ giữ đúng vị trí, hình dáng, kích thước, ký hiệu, chữ và màu sắc đã được quy định. Khi phát hiện hoặc nhận được tin báo mốc quốc giới bị hư hại, bị mất, bị sai lệch vị trí, đồn biên phòng gần nhất phải tiến hành các thủ tục cần thiết để có biện pháp kịp thời xử lý, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan đơn vị bảo vệ biên giới nước láng giềng để giải quyết theo thẩm quyền do Hiệp định về biên giới đã ký kết quy định. Việc cấm lại khôi phục sửa chữa bảo dưỡng mốc quốc giới thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế đã ký kết với nước láng giềng.
Quý khán giả thân mến, bản tin an ninh biên giới kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.